Ở tập trước, nhà vua sai Louis lên đường. Louis cũng gặp con cáo. Nó khuyên chàng với ý tốt. Nhưng khi Louis tới chỗ có hai quán trọ thì gặp Anton. Thế là cả hai anh em vào trong quán trọ ấy. Thêm nửa tháng trôi qua, không thấy hai con trở về. Nhà vua định sai quân lính tìm kiếm hai hoàng tử. Hoàng tử Ben tiếp tục xin được thử sức mình. Xin phụ vương hãy tin con sẽ không phụ lòng người đâu mà. Chỉ mất công vô ích thôi. Con còn trẻ tuổi, còn rất non. Làm sao con có thể tìm được hai anh của con? Nói gì tới việc tìm được con chim vàng kia hả con? Chẳng những con tìm được hai anh, còn đem được con chim vàng về cho phụ vương nữa. Hãy tin con. Khi gặp trở ngại khó khăn, con lại không biết đường xoay sở. Con chưa đủ tài trí để làm việc đó. Thưa phụ vương, nếu phụ vương không tin con, thì hãy cho con có cơ hội thử tài trước mặt phụ vương. Con có thể cưỡi ngựa bắn cung được không? Đứng yên thì dễ, còn cưỡi ngựa thì khó lắm. Nếu con làm được thì tính tiếp. Gió thổi mạnh quá, e rằng tên sẽ bay lệch. Ngài cảm thấy chắc chắn không? Sức mạnh của ta từ mũi tên bắn ra, gió cũng có thể xô lệch, nhưng ta tin mình làm được, ông yên tâm. Gió thổi mạnh quá, ta e ngại hoàng tử Úc sẽ không thành công cho cuộc thử tài này. Tàu quốc vương, thật là không ngờ hoàng tử Ben bắn một lúc 3 mũi tên trúng ngay hồng tâm. Ngài thật là tài giỏi. Mọi người tránh xa ra, ta sẽ làm rơi các cành cây khô này xuống, kẻo rớt trúng mọi người. Đã đến lúc ngài phải trổ tài cho mọi người biết rồi đó hoàng tử ạ. Chà, sao rồi, bạn cáo của tôi? Tôi đã thực hiện theo lời khuyên của bạn. Tôi chờ ngài lâu lắm rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cho ngài một lời khuyên. Tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng. Ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó không được sáng sủa cho lắm. Được rồi, bạn yên tâm. Bây giờ tôi đi nha. Không, hoàng tử hãy thả ngựa chạy về vương quốc. Tôi sẽ đưa ngài đi. Cảm ơn ngươi đưa ta tới đây. Giờ thì chạy về vương quốc nha. Tính của ta không thích chỗ náo nhiệt, ồn ào. Anh bạn cáo quá lo xa rồi đó. Ngài đi đúng đường rồi đó. Tôi sẽ đưa ngài tới lâu đài tự do, có tốp lính canh đang nằm ngủ say. Đừng có để ý đến chuyện đó, cứ đi thẳng vào trong lâu đài. Đi qua nhiều phòng, rồi tới một căn phòng cuối cùng. Ở trong đó có treo lồng con chim vàng. Lồng con chim vàng? Ta chưa muốn tìm con chim đó đâu. Hả? Vậy chứ ngài muốn đi đâu? Ta muốn tìm hai anh của ta trước. Hai anh của ngài có xem trọng và yêu thương ngài đâu. Ngài vẫn muốn tìm sao? Dù họ đối với ta ra sao thì cũng là anh của ta mà. Ngài đó quá là có tấm lòng nhân hậu. Thôi được rồi, ngài sẽ gặp hai người đó khi quay về. Bây giờ thì nghe kỹ lời tôi căn dặn đây. Trong cái lồng cũ kỹ có con chim vàng, cạnh đó có một cái lồng nhỏ bằng vàng trang trí rất là đẹp. Ta sẽ bắt con chim lông vàng đưa vào cái lồng bằng vàng chứ gì. Được rồi, nó xứng được như vậy. Ồ không, ngài cần phải nhớ, không được bắt con chim vàng ở trong lồng cũ cho sang lồng bằng vàng. Làm như vậy, ngài sẽ gặp nguy hiểm. Vậy sao? Sao lạ vậy? Ngài nhớ đó, không được thay đổi lồng chim.
ta với ngươi chắc có duyên lắm đây, nên mới gặp nhau lần nữa. Thôi, theo ta về Dung Quốc, ta sẽ săn sóc ngươi thật là chu đáo luôn. Ngươi đẹp như thế kia, sao ai nỡ cho ngươi sống trong cái lồng gỗ, không có thức ăn nước uống gì hết? Có phải là ngươi đang đói không? Con cáo dặn ta không nên đổi lòng cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi ở trong cái lồng bằng vàng sẽ xứng đáng hơn, nhất là việc ngươi được ăn uống đầy đủ nữa, đúng không? Nếu có xảy ra chuyện gì thì ta cũng chấp nhận, ngươi có chịu không?